Kính chào tất cả các nhà đầu tư. Sau đây là bản tin cập nhật thị trường phiên ngày 31 tháng 12 2019, bản tin cuối cùng của năm 2019. Và chúng ta cũng sẽ sớm bắt bước bước sang cái giai đoạn năm 2020, kết thúc cả một năm 2019 vừa qua. Thì chúng ta cùng điểm tin lại của phiên giao dịch buổi sáng, và đây cũng là một cái phiên tương đối khá là đặc biệt. Thông thường những cái thời điểm này là thời điểm các quỹ sẽ thực hiện cái việc mà tiến hành chốt cái kỳ cơ chốt cái NAV vào thời điểm cuối năm 2019 để tổng kết lại trong năm cái mức performance của các quỹ và chỉ số VN-Index cho năm 2019 vừa qua. Đầu tiên chúng ta cùng điểm sơ qua về diễn biến của thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày sáng nay. Thì cũng như một số cái truyền thông của Trung Quốc thì cũng đã đưa tin vào cuối tuần này có khả năng là Phó Thủ tướng Lưu Hạc có thể sẽ đến Washington và để thực hiện cái việc ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ Trung ở giai đoạn 1. Thì với cái tin tức như vậy thì hầu như là trong phiên giao dịch buổi sáng nó lại không có mức độ tác động tích cực lên diễn biến của các thị trường. Đa phần là các chỉ số vẫn điều chỉnh nhẹ, do một phần là chúng ta ảnh hưởng đến cái diễn biến của thị trường Mỹ trong phiên ngày hôm qua, là hầu hết tất cả các chỉ số chính đều có một phiên điều chỉnh sau một cái chuỗi tăng kéo dài trước đó. Thì áp lực bán chốt lời của các nhà đầu tư có cái chiều hướng gia tăng, khi đây cũng là cái thời điểm cuối năm để các nhà đầu tư tất toán các khoản đầu tư của mình trong năm 2019 vừa qua. Thì về phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì các thị trường lớn như là Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ đều có mức điều chỉnh tương đối khá cho phiên giao dịch buổi sáng. Đối với trên thị trường khu vực Đông Nam Á thì sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế, tuy nhiên là thị trường Thái Lan lại là thị trường có cái chiều hướng đi ngược so với các thị trường khác, thì có mức tăng nhẹ 0,1%. Philippines và Việt Nam lại có mức đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng ở mức điều chỉnh trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Đối với diễn biến của thị trường Việt Nam trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì cái chỉ số VN-Index cũng tiếp tục là biến động quanh mức 960 điểm. Nhìn chung là có hầu hết tất cả các chỉ số đóng cửa đều có mức điều chỉnh trong phiên giao dịch buổi sáng. Chỉ số VN-Index cụ thể là chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,45%, HNX giảm 0,37%. Thì ở chiều ngược lại thì đối với trên sàn Opcom thì lại có cái chiều hướng tích cực hơn, là chỉ số Opcom lại đóng cửa tăng 0,62%. Đối với trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh thì đóng góp vào cái đà giảm điểm chính phải kể đáng trong phiên giờ sáng ngày hôm nay thì phải kể đến là những cổ phiếu như là GAS, Sapeco, đa phần là những cổ phiếu có tỷ lệ phiên float rất là thấp bên ngoài thị trường, cho nên và cái những đây là những cổ phiếu vốn hóa lớn, cho nên chính vì thế mà đây cũng là những cổ phiếu tác động đáng kể vào cái đà giảm của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. VIP và Vinhome cũng là những cổ phiếu cũng đóng góp vào cái một phần đà giảm điểm của chỉ số VN-Index. Ở chiều ngược lại thì Vinamilk, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng là VPB, VPBank trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay cũng có cái chiều hướng rất là tích cực. VJC, TCB cũng là những cổ phiếu đóng góp vào cái đà tăng điểm của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Đối với trên sàn Hà Nội thì diễn biến nó cũng khá tương đồng như những cái phiên giao dịch trước đó. Cổ phiếu SHB lại là cổ phiếu đóng góp chính vào cái đà tăng điểm theo cái chiều hướng tích cực trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên là VCS sau khi mà ra cái thông tin kết quả kinh doanh trong phiên ngày hôm qua thì VCS tiếp tục nối dài phiên thứ hai giảm điểm liên tiếp, và VCS có những cái lúc cũng đã ló bút giá sàn trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Thì điều này cho thấy rằng là cái tâm lý nhà đầu tư vẫn còn đang thể hiện rất là tiêu cực trên diễn biến cổ phiếu này, và hiện tại cái xu hướng giảm ngắn hạn của chúng tôi vẫn đang cho xu hướng ngắn hạn của trên VCS vẫn đang ở mức giảm, cho nên chính vì thế các nhà đầu tư của chúng ta nên hạn chế bắt đáy trong thời điểm hiện tại khi mà đà giảm nó cũng chưa có những cái dấu hiệu chững lại. Đối với trên sàn Opcom thì một cái viễn cảnh tương đối khá là tích cực. Cụ thể là trong phiên sáng ngày hôm nay thì sau những cái chuỗi giảm điểm trước đó thì GVR cũng đã chững lại cái đà giảm và đang có cái nhịp hồi phục mạnh trong phiên sáng ngày hôm nay, và chính vì thế mà cũng đã tác động tích cực lên cái diễn biến của chỉ số Opcom trong phiên giao dịch buổi sáng. Trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì nhìn chung là đây là một phiên chốt NAV của các quỹ và cũng là thời điểm cuối năm 2019.
Tuy nhiên là khối ngoại lại tỏ ra tương đối khá là tiêu cực trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Cụ thể là khối ngoại đã bán ròng 68 tỷ trên gần 88 68 tỷ trên cả ba sàn và tập trung đa phần là bán ròng ở trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, và cụ thể là ROT là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay với cái lượng bán ròng của khối ngoại chiếm hơn 50 tỷ. Thì trong phiên sáng ngày hôm nay thì cổ phiếu ROT cũng là cổ phiếu có mức độ thanh khoản tăng mạnh sau những cái sau hai phiên giảm điểm trước đó và kèm thanh khoản rất là thấp, và thậm chí là cổ phiếu cũng rơi vào cái tình trạng là mất thanh khoản. Tuy nhiên là trong phiên sáng ngày hôm nay thì ROT cũng đã có một cái lượng giao dịch khá là lớn và cũng đã có giai đoạn cũng có những cái khoảng thời gian là ROT đã mua hết gần như cái lượng áp lực bán giá sàn trong phiên giao dịch buổi sáng. Tuy nhiên là cái lượng bán giá sàn này tiếp tục gia tăng khi mà ROT đã có mức hồi phục nhẹ trong phiên, và động thái bán ròng của trong phiên sáng ngày hôm nay thì khối ngoại cũng chiếm phần lớn trong cái lượng bán ròng của ROT. Chính vì thế mà cái giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên ngày hôm nay thì cũng có cái chiều hướng gia tăng, và tổng kết chung là bán ròng gần 68 tỷ trên cả ba sàn. Trên sàn HNX và Upcom thì mức độ dao động cũng tương đối khá là nhẹ. Cụ thể là trên sàn HNX thì khối ngoại cũng chỉ bán ròng khoảng gần 2 tỷ, và cũng chủ yếu tập trung vào cổ phiếu BVS, VNR, NTB trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Thì BVS trước đó cũng là có một cái chuỗi bán ròng liên tục trong những cái phiên giao dịch gần đây, và mặc dù cái kết quả kinh doanh của BVS cũng là việc vượt kế hoạch nhẹ so với cái mức kế hoạch đó đề ra năm 2019. Tuy nhiên chính vì vậy cũng không phải là cái thông tin mà có thể giúp hỗ trợ cho cái cổ phiếu này tránh cái áp lực bán ròng của khối ngoại. Ở chiều ngược lại thì cái lượng mua ròng cũng tương đối khá là nhỏ giọt. Chứ cụ thể là khối ngoại họ tập trung mua ròng vào cổ phiếu VCS. Tuy nhiên là như chúng tôi cũng đã nói ở phía trên là VCS hiện nay là cái đà giảm của VCS cũng chưa VicoStone cũng chưa có cái dấu hiệu chứng lại. Cho nên chính vì thế mà mặc dù khối ngoại cũng có những cái động thái mua ròng quay trở lại cổ phiếu này, nhưng chúng tôi cũng chưa khuyến nghị tham gia quay trở lại đối với cổ phiếu VCS. Trên sàn Upcom thì khối ngoại lại tỏ ra cũng tương đối lạc quan nhưng mà cái giá trị giao dịch cũng tương đối thấp. Cụ thể là khối ngoại cũng chỉ mua ròng khoảng gần 2 tỷ trên cả trên trên sàn Upcom, và chủ yếu là tập trung cổ phiếu VEA trong trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Top cổ phiếu biến động mạnh theo cái chiều hướng tích cực trong phiên sáng ngày hôm nay theo theo cái hệ thống lọc và đánh giá của theo hệ thống lọc của chúng tôi trong phiên giao dịch buổi sáng thì cũng đưa ra ba cổ phiếu cho có mức độ biến động theo cái chiều hướng tích cực và kèm cái độ thanh khoản lớn, là cụ thể là ITC, một cổ phiếu trong dòng mid cap, VBS và TTZ là hai cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu small cap. Thì tôi cũng sẽ kiểm tra cho các nhà đầu tư về cái mức tăng trưởng của các cổ phiếu này trong để cho chúng ta có một cái nhìn đánh giá cụ thể. Đối với cổ phiếu ITC, đây là một cái nhóm, đây hiện tại là vốn hóa của ITC hơn 1.000 tỷ, tức là hiện tại là đang được xếp vào nhóm cổ phiếu mid cap. Cái điểm stock rate, mức xếp hạng của ITC hiện nay là cái stock rating đang giao dịch ở mức 71 điểm, tức là chúng tôi đánh giá cái mức tăng trưởng của cổ phiếu ITC là ở mức trung tính. Một cái điểm tiêu cực mà chúng tôi nhận thấy rằng là cái điểm cơ bản của ITC hiện nay là chỉ có 57 điểm thôi. Do đó là nhìn chung chúng tôi đánh giá là trung tính ở cổ phiếu này. Và một cái điểm rủi ro khác mà chúng tôi nhận thấy rằng là cái mức độ thanh khoản của ITC cũng đang giao dịch khá là thấp trong những cái thời gian gần đây, đặc biệt là kể từ khi sau tháng 9 thì cái mức độ thanh khoản của ITC khá là thấp. Nhìn chung là tổng quan chung là năm 2019 vừa qua thì ITC nhìn chung là có mức tăng trưởng tích cực, mức tăng trưởng về giá cổ phiếu khá là tích cực trong tính so với đầu năm 2019. Tuy nhiên là tổng quan chung là cái mức xếp hạng cái stock rating của ITC hiện nay đang giao dịch chỉ có mức 71 điểm thôi, cho nên là chúng tôi chưa khuyến nghị các nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu này. Nếu có thì các nhà đầu tư cũng chỉ nên cân nhắc ở một mức tỷ trọng rất thấp, bởi vì đây một phần là có hai lý do là cái mức tăng trưởng của chúng tôi đánh giá ở trung tính, và cái thứ hai là cái mức độ thanh khoản của cổ phiếu này cũng ở mức rất là thấp. Cổ phiếu thứ hai là VBS. Đây là nhóm cổ phiếu small cap, với cái tỷ trọng với cái vốn hóa hiện tại của cổ phiếu này là hơn 200 tỷ. Thì cái mức stock rating hiện tại của VBS đang giao dịch là mức 36 điểm.
đồng nghĩa với việc chúng tôi đánh giá cái mức tăng trưởng của cổ phiếu này là ở mức tiêu cực, cho nên chính vì thế các nhà đầu tư không nên tham gia vào cổ phiếu này. Đối với dòng small cap thì các nhà đầu tư có thể chú ý vào cái sức mạnh giá của cổ phiếu này. Do đó hiện tại là sức mạnh giá, thậm chí là cái sức mạnh giá của VBS cũng chỉ ở mức 21 điểm thôi. Cho nên đây cũng không phải là điểm thích hợp để các nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu VBS. Cổ phiếu thứ hai là TTZ. Cổ phiếu thứ ba là TTZ. Hiện nay TTZ cũng đang giao dịch ở mức stock rating cũng chỉ có 37 điểm thôi, và đây cũng là một cổ phiếu micro cap, tức là dòng cổ phiếu siêu nhỏ. Thì đối với cổ phiếu siêu nhỏ này thì các nhà đầu tư cũng có thể chỉ nên tập trung ở điểm sức mạnh giá hiện tại, nhưng mà sức mạnh giá hiện tại của TTZ cũng chỉ có mức 4 điểm. Điều này cho thấy là cái mức tăng trưởng về sức mạnh giá của cổ phiếu này đang rất là thấp và hiện tại không thích hợp để các nhà đầu tư tham gia mới vào cổ phiếu này, bởi vì hiện nay cái rủi ro nó vẫn còn khá khá là cao. Top cổ phiếu biến động mạnh theo cái chiều hướng tiêu cực trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì nó cũng tương đồng với những cái cổ phiếu khác, ví dụ như DAH, MBG, VCS và VIG. Đối với DAH thì cũng đã có những cái chuỗi giảm điểm trước đó và ngày hôm nay cũng tiếp diễn cái đà giảm và kèm cái độ thanh khoản rất là cao. Một cái điểm tích cực mà chúng tôi nhận thấy là so với cái phiên giao dịch liền trước đó thì DAH ngày hôm nay là đã có mức độ thanh khoản khá là cao và thậm chí là cao nhất trong năm 2019 vừa qua. Điều này cho thấy rằng là có thể là một phần cái tâm lý nhà đầu tư tham gia bắt đáy trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên là nhìn chung là chúng tôi vẫn chưa khuyến khích quay trở lại đối với cổ phiếu này trong cái thời điểm hiện tại. MBG và VCS cũng tương tự như vậy. VCS trong trong những cái phiên giao dịch vừa qua thì cái điểm xếp hạng về tăng trưởng của cổ phiếu này đã rơi xuống mức 63 điểm. Cái stock rating của VCS có đang giao dịch là ở mức 63 điểm. Điều này cho thấy rằng là cái mức tăng trưởng hiện tại của cổ phiếu này đã bị hạ xuống mức trung tính, và đồng nghĩa với việc là các nhà đầu tư cũng chưa nên tham gia lại cổ phiếu này, và cũng như khuyến nghị như lúc nãy ở phía trên của chúng tôi đã cảnh báo về cổ phiếu này. Và hiện tại là chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái khả năng tạo lập cái mức đáy cũ là tạo lập cái mức đáy mới cũng chưa được hình thành, cho nên chính vì thế mà chúng tôi chưa khuyến nghị các nhà đầu tư tham gia bắt đáy trở lại, tham gia mua trở lại đối với cổ phiếu VCS. Rồi, nhận định về diễn biến của thị trường cơ sở trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì trong phiên sáng ngày hôm nay thì trong phiên, chỉ số VN-Index đã giảm xuống dưới mức 960 điểm, và thậm chí là nhìn chung là trong phiên giao dịch buổi sáng là chỉ số VN-Index biến động sideways quanh mức 960. Điểm tích cực mà chúng tôi nhận thấy là cái mức độ thanh khoản trong phiên sáng ngày hôm nay là đã có sự cải thiện, và đặc biệt là rốt là cổ phiếu đóng góp vào cái là cái mức thanh khoản chủ yếu trong phiên giao dịch buổi sáng. Mặc dù vậy thì tổng quan chung về 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 xu hướng hiện tại thì hiện tại chúng tôi vẫn nhận thấy rằng là cái xu hướng của tất cả các chỉ số chính vẫn đang duy trì ở mức giảm, cho nên về mặt quan điểm thận trọng thì chúng tôi vẫn chưa khuyến nghị các nhà đầu tư tham gia mua mới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là hiện nay là chúng tôi nhận thấy rằng là cái theo hệ thống định lượng của chúng tôi thì cái tỷ trọng cổ phiếu vẫn duy trì ở mức gần xấp xỉ gần 40% ở thời điểm hiện tại, cho nên là nếu những nhà đầu tư mà chúng ta có cái mức độ chấp nhận rủi ro cao và vừa phải thì cũng có thể xem xét mở vị thế mua mới với cái tỷ trọng mà chúng tôi khuyến nghị. Ngày hôm nay thì chúng ta trong phiên ngày sáng ngày hôm nay trong cái bản tin Morning Note sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị cổ phiếu VJC Vietjet. Thì các nhà đầu tư Vietjet trong phiên sáng ngày hôm nay và chốt cửa phiên Vietjet trong phiên sáng ngày hôm nay cũng có cái chiều hướng khá là tích cực và vượt hoàn toàn đường trung bình 50 ngày. Các nhà đầu tư có thể xem chi tiết về bản tin Morning Note của chúng tôi tại đường link như phía bên slide chúng tôi đã trình chiếu, thì các nhà đầu tư có thể cụ thể xem cái mức mức mục tiêu mà chúng tôi đặt ra trong ngắn hạn và cũng như là mức cắt lỗ, và cùng với đó là cái thời gian nắm giữ và cái tỷ trọng giải ngân tối ưu cho cổ phiếu này, thì các nhà đầu tư có thể xem cụ thể chi tiết trong cái bản tin Morning Note đã được chúng tôi phát hành trong trong sáng ngày hôm nay. Về diễn biến của thị trường phái sinh thì có thể mời anh Phát để cho các nhà đầu tư có thể xem qua về cái tình hình diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch buổi sáng và cũng như là có một cái chiến lược cho phiên giao dịch buổi chiều. Có thể mời anh Phát có một số cái nhận định này. Kính chào quý nhà đầu tư.
Trong phiên sáng nay thì hợp đồng tháng 1 của mình đã tiếp tục cái nhịp điều chỉnh, nhưng mà quan sát của các chỉ báo xung lực như là BBW trên hình là cái ở trên cùng á, thì đang đi xuống, trong khi RSI cũng có dấu hiệu lưỡng lự tại ở vùng 40-50, thì cái tín hiệu này cho thấy cái xung lực giá, cái hành động giá thì vẫn đang có dấu hiệu tích lũy và chưa có hiệu break mạnh xuống cái vùng, đặc biệt là vùng hỗ trợ 8575, quanh 8575 đến 8576 điểm mà hợp đồng tháng 1 mình đã vượt qua. Thì với cái tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật thì ý kiến cá nhân của Phát là khả năng là hợp đồng tháng 1 của mình vẫn đang là diễn biến sideways trong cái biên độ là 8575 đến 8580 điểm hợp đồng tháng 1 của mình. Thì cái hành động trong phiên cái hành động của mình trong phiên chiều á, thì nói chung giá nó đang ở vùng cũng là tương đối nhạy cảm và nó chưa có tín hiệu rất mạnh. Nhưng tuy nhiên cái hệ thống theo xu hướng của chúng tôi đã cho tín hiệu là sọt trong trong phiên sáng nay với cái mức dừng lỗ là 880.1 điểm, và nhà đầu tư với theo hệ thống này thì nhà đầu tư vẫn nên có sẵn vị thế sọt thì sẽ tiếp tục nắm giữ, và trong trường hợp là nếu mà giá đóng cửa trên đó ngưỡng 880.1 điểm thì có thể đảo sang vị thế long tương ứng. Rất cảm ơn anh Phát đã cho các nhà đầu tư có một cái chiến lược về diễn biến của thị trường phái sinh trong phiên giao dịch buổi chiều. Thì trong phiên chiều nay thì cũng tương thì có thể theo quan điểm của chúng tôi thì cũng cho rằng đây là một cái phiên mà các quỹ sẽ có những cái hoạt động chốt NAV vào thời điểm cuối năm. Thì do đó là những cái, có thể cũng sẽ phần nào đó tác động đến diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch buổi chiều. Đặc biệt là thông thường theo quan sát của chúng tôi để ý trong những cái năm gần đây thì hoạt động cái chốt NAV này thông thường diễn ra vào cái thời điểm ETC của thị trường, tức là khung thời gian từ 2:30 cho đến 2:45. Gần nhất là năm 2018 thì cái mức tăng trưởng cho của chỉ số VN-Index trong 3 phiên cuối năm của 2019 cũng là cái mức tăng trưởng khá là thấp, mà trước đó là thị trường cũng đã chứng kiến một cái giai đoạn giảm kể từ tháng 4 2018. Và điều này cũng khiến cho một cái viễn cảnh chung tương đối khá là tiêu cực trong năm 2018 vừa rồi. Thì bước sang 2019 thì một cái viễn cảnh cũng tương đồng gần đó. Thì kể từ giai đoạn tháng 11 thì chỉ số VN-Index đã có một cú lao dốc rất mạnh và bất ngờ trong cái thời gian vừa rồi. Bất chấp cái việc mà những cái thông tin vĩ mô tương đối khá là tích cực trong năm 2019 vừa qua. Thì với cái viễn cảnh như vậy thì trong năm 2018 thì theo quan sát của chúng tôi thằng thì cái thị trường lại có một cái chuyển biến tương đối khá là tiêu cực, đặc biệt là trong phiên ETC cũng đầy bất ngờ. Và trong năm 2019 này thì chúng tôi cũng lo ngại một phần nào đó một cái viễn cảnh có thể sẽ xảy ra tương tự, mặc dù theo cái số thống kê của chúng tôi thấy rằng là cũng kỳ vọng là một cái phiên chốt NAV tích cực. Tuy nhiên là các nhà đầu tư cũng phải hết sức thận trọng trong cái phiên chốt NAV này. Và chúng tôi cho rằng là sẽ có độ phân hóa rất cao, đặc biệt là những cổ phiếu mà đang có tỷ trọng rất lớn trong các danh mục của các quỹ, đơn giản như là cụ thể như là những cái cổ phiếu như là Mobile World, FPT, KDH vân vân. Thì đây là những cái cổ phiếu với những cái cổ phiếu mà có tỷ trọng lớn trong danh mục của các quỹ thì cũng kỳ vọng đây cũng sẽ là những cái cổ phiếu có thể sẽ mang lại cái chiều hướng tích cực trong phiên giao dịch buổi chiều. Tuy nhiên là cái độ phân hóa nó có thể sẽ diễn ra trong phiên theo nhận định của chúng tôi sẽ có diễn ra trong phiên giao dịch chiều nay, đặc cụ thể là những cái cổ phiếu nếu có những cái cổ phiếu mà có cái tỷ trọng rất là thấp vào những các quỹ đầu tư trong phiên chiều thì cũng sẽ là một yếu tố chúng ta cũng cần phải thận trọng trong phiên giao dịch buổi chiều. Do đó là đây là một cái phiên cũng tương đối khá là khó đoán định trước thời điểm đó. Và đối với quan điểm về diễn biến của thị trường phái sinh trong phiên thì các nhà đầu tư để chúng ta đảm bảo an toàn thì cũng nên hoàn tất cái việc tất toán của thị trường trước thời điểm 2:30. Thì đó là cái thông thường là chúng tôi nhận thấy là kinh nghiệm của chúng tôi là để tránh những cái phiên mà ETC không kiểm soát được, đặc biệt là những cái thời điểm mà chúng ta nhạy cảm và những cái thời điểm sự kiện, đặc biệt là những cái sự kiện chốt NAV hoặc là các quỹ ETF. Thì đó là những cái thời điểm mà kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng ta nên chốt vào trước cái thời điểm 2:30 để chúng ta phòng ngừa cái rủi ro và đặc biệt là chúng ta không đoán trước được những cái sự kiện này. Cảm ơn các nhà đầu tư đã chú ý lắng nghe bản tin cập nhật thị trường phiên ngày 31 tháng 12 2019, cuối cùng của năm 2019. Đây là phiên cuối cùng. Và cũng chúc chúc tất cả các nhà đầu tư sẽ có thành công, sẽ có những cái chiến lược thành công trong phiên giao dịch buổi chiều.
và đặc biệt là chúc các nhà đầu tư sẽ thành công và may mắn hơn trong năm 2020, và gặt hái rất nhiều thành công, và đó tiếp tục là kỳ vọng là các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đón nhận cái những cái buổi bản tin cập nhật thị trường của chúng tôi, và cũng như là các bản tin cung cấp bởi Genta của công ty chứng khoán Genta Việt Nam. Cảm ơn các nhà đầu tư đã chú ý lắng nghe.